đấy, cái đầu đen là vậy, mổ ra đấy, hai con nó đều có kén cả đấy. Con này chắc chắn cũng có kén luôn này. Chắc chắn là đầu đen rồi. Mà bọn nó còn những con này nhưng mà nó lại bé bé, nó có ăn mấy đâu, nó chắc vậy nó sẽ chết. Những con này thì bây giờ mình chỉ lấy thuốc mình xịt thẳng vào mồm thôi. Này chỉ xịt mồm mới dám. Vâng. Thuốc đầu đen gì? 100% hoặc 99% nữa rồi. Ờ nhưng mà đặt thuốc đầu đen cộng với này kháng sinh đúng không? Thuốc đầu đen không thôi, không cần kháng sinh. Có cần kháng sinh không? Nó là kháng sinh đây. Đầu đen, thuốc đầu đen là kháng sinh còn gì nữa. Ờ, tí xeo anh kia, kia thì họ bảo là cộng thêm kháng sinh vào đấy. Không. Đấy hôm nọ là chị cũng không anh, kẻ ta hôm sau nó mới chết. Mà bọn này cái phải giải độc can thận, mua dùng cái loại tốt mà không? Dùng cái loại thông thường à? Nó không giải được đâu. Vô tuyến, lấy cái này giải độc cấp ấy. Bọn này cố gắng làm tốt thì cứu được khoảng 2 phần chỗ này thôi. Ờ, cái này giỏi lắm, được khoảng 2 phần, còn 1 phần 3 chỗ này là đi. Đấy. Nhìn thì biết. Cố gắng cứu được 2 phần thôi. Chứ bọn bệnh nó đen mà mức độ này mà cứu hết là không cứu được đâu. Sao cứu hết được? Nhìn đi chứ. Cố thật sự cố gắng thì được 2 phần chỗ này. Không, thường thường mình đã chữa được một lần thì đá. Không, nhìn thấy tươi tỉnh hơn hôm nào anh? Nói chung thì những con nào nó yếu quá thì chết, nhưng mà tổng đàn thấy nhanh nhẹn như này thì được rồi. Những con bé là nó đi được. Và không thấy những con tươi tỉnh rồi. Chứ nó không kiểu là buồn buồn hôm nào đến đuổi không đi ấy. Nói chung cái này chắc con nào 1-2 con yếu nữa thì nó sẽ chết. Và sau này các bác có ngan bị như vậy cứ làm đúng theo phác đồ như em bảo nhé. Đấy, khỏe hẳn hơn so với hôm nào, chạy rất là nhanh luôn. Đấy, sau 4-5 ngày được trị, không nhớ rõ mấy ngày nhưng khoảng 4-5 ngày, khoảng 4-5 ngày anh nhỉ? Là từ hôm tiêm giờ khoảng 5 ngày nhỉ? Hơn để đến tuần. Đôi này. Phải tuần đấy, anh không nhớ đâu, phải đến tuần rồi.